Quỳnh Anh Xin, nàng thơ của H&M trong mùa lễ hội năm nay. Mới đây, H&M ra mắt bộ sưu tập BST lễ hội AW22 lấp lánh sắc màu ngọt ngào, giúp tỏa sáng theo từng bước chân người mặc trong các bữa tiệc. Bên cạnh chiến dịch quảng bá toàn cầu với sự xuất hiện nữ diễn viên Chloe Sevigny và nhạc sĩ Anderson .Paak, H&M Việt Nam, Malaysia và Singapore còn đặc biệt kết hợp ba cá tính thời trang nổi bật Quỳnh Anh Xin, Ika Farhana và Becca Ten để thực hiện những hình ảnh dành riêng khu vực. Chúng tôi mang đến một sự lấp lánh, đặc biệt dành riêng cho mùa lễ hội năm nay với một bộ sưu tập đặc sắc được thiết kế để giúp bạn tỏa sáng trong mọi bữa tiệc. Và chúng tôi thấy hào hứng khi một lần nữa duo tái hiện không gian Brasserie Hen đậm không khí mùa lễ hội. Anne-Sophie Johansson, cố vấn sáng tạo tại H&M cho biết, tất cả đều lấp lánh và tỏa sáng trong bộ sưu tập Holiday AW22 của H&M, một bữa tiệc của phong cách và sự tự tin. Bộ sưu tập chú trọng vào những thiết kế dành riêng cho các buổi tiệc cuối năm cùng các phụ kiện giúp tạo nên một tổng thể nổi bật, bao gồm những thiết kế đầm sequin lấp lánh với sắc hồng ngọt ngào, màu đen quyến rũ và ánh bạc nổi bật cùng những chi tiết tua rua theo xu hướng. Bên cạnh đó, các phụ kiện đi kèm như mũ sequin rực rỡ, trang sức bạc lấp lánh, áo ngực đính đá thời thượng, giày cao gót để lấp lánh, bốt cao gót màu đen quá đầu gối và giày cao gót màu hồng điệu đà, tất cả đều giúp người mặc chiếm trọn spotlight của bữa tiệc. Được đạo diễn bởi Badia Zainali, chiến dịch bộ sưu tập lễ hội AW22 toàn cầu là phần thứ hai trong vũ trụ Brasserie Hands với sự tham gia của Anderson .Paak và Chloe Sevigny cùng với các người mẫu Paloma Elsesser, Jill Conniff, Adrut Akechgier và Jordan Barrett. Đặc biệt hơn riêng tại khu vực Việt Nam, Singapore và Malaysia, ba cá tính thời trang nổi bật Quỳnh Anh Xin, Becca Ten và Ika Farhana cũng được lựa chọn trở thành gương mặt cho chiến dịch quảng bá.